Không biết quý vị thì như thế nào, chứ Quỳnh Hương với Phước Lập nãy giờ nghe được bao nhiêu là lời tỏ tình dễ thương của người ta cũng đã thấy lòng ngây ngất lắm rồi. Thêm một câu chuyện nữa nhé. Em là một cô gái bình thường thôi, chỉ có cá tính là hơi khác người vì em bướng bỉnh, ngang tàn và không có nhiều nữ tính mấy. Nhưng ngày đầu tiên quen biết nhau với em, anh là một chàng trai hào hoa và thích bỡn cợt với tình cảm của người khác. Và quý vị và các bạn sẽ hỏi là hai con người như thế thì làm sao mà chung đôi cho được. Ấy vậy mà họ đã yêu nhau và cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn hỏi cô rằng cô yêu anh ấy về điểm gì. Và cô thì vẫn nhất định một mực không nói, bởi vì cô muốn giữ điều đó là một bí mật cho riêng mình. Nhưng ngày hôm nay lại là một ngày đặc biệt, nên những người đang yêu khó mà giữ được bất kỳ một bí mật nào. Một ngày đầu năm trước, anh rủ cô về quê nội anh chơi. Đó là một miền quê mà đầy nắng, gió và bụi, những mái nhà tranh, những con người sống với nhau chân thật bằng một tình cảm chân thành. Và cô đã nói khác xa với những gì em đã nghĩ về anh bỗng trở thành một con người khác lạ. Quý vị nghĩ xem, nhìn anh khom lưng ra vào dưới khung cửa nhỏ, anh đi chân trần trên nền đất khô cằn, anh nhóm bếp bằng rơm để đun nước nóng pha trà cho bà, anh ngồi chăm chú lắng nghe bà nói chuyện, dạ thưa bằng một giọng hết sức lễ phép và chân tình, em mới thấy được rằng đằng sau vẻ công tử hào hoa ấy là một tâm hồn đầy tình thương yêu. Quý vị đoán là điều gì đã xảy đến cho cô gái trẻ Nguyễn Hồng Thúy ở hộp thư Hồng Thúy rose@yahoo.com không? Cô đã nhận ra là cô quyết không để thoát một chàng trai tốt như vậy và đã nhận lời yêu anh. Vâng, cuộc sống sẽ còn nhiều những khó khăn phía trước, nhưng khi tình yêu hiện diện trong mỗi một con người thì chẳng còn gì phải băn khoăn và lo lắng cả. Hãy cùng Thay Lời Muốn Nói nghe những lời thì thầm nho nhỏ này Hồng Thúy gửi hoàng tử của lòng cô nhé. Cảm ơn anh đã mang em vào trong trái tim anh Dũng ạ. Em sẽ luôn tin cuộc sống này như đã tin vào tình yêu chân thành của anh. Sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh? Từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Kiếm kia ai cần biết anh? Người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu là ý thơ, bóng anh làm tan ước mơ. Người yêu tôi hỡi xin đừng nói câu hờn dỗi. Trong ánh xuân sang anh là gió em là nắng, bay khắp dương gian trong mùa đông kia lời tan để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho nhìn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đồ mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta mùi nghìn năm không rời xa và tình cảm thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đứng dối nhau. Mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh? Từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Kiếm kia ai cần biết anh? Người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu là ý thơ, bóng anh làm tan ước mơ. Người yêu tôi hỡi xin đừng nói câu hờn dỗi. Trong ánh xuân sang anh là gió em là nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông kia lùi tan để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho nghìn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ
tình càng thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Dối nhau.